Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ngày 28 tháng 6 đã thừa nhận không có màn thể hiện tốt trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Donald Trump diễn ra một ngày trước đó. Phát biểu với những người ủng hộ tại bang Bắc Carolina, Tổng thống Biden cho biết: Tôi biết mình không còn trẻ nữa, tôi không còn đi lại nhanh nhẹn như trước, không còn tranh luận tốt như trước, nhưng tôi biết nói sự thật, tôi biết đúng hay sai và tôi biết cách thực hiện công việc này. Tôi biết điều mà hàng triệu người dân Mỹ đều biết, đó là sau khi vấp ngã, bạn sẽ lại đứng lên. Tổng thống Biden cũng khẳng định ông sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và không có dấu hiệu ông sẽ rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, Seth Shuster cũng khẳng định ông Biden sẽ tiếp tục tranh cử và cho biết không có cơ sở để đương kim Tổng thống phải rút lui. Mặc dù có màn thể hiện không tốt, chiến dịch của ông Biden đã quyên góp được 14 triệu đô la chỉ một ngày sau cuộc tranh luận. Trong khi đó, phía đối thủ Donald Trump cho biết đã quyên góp được 8 triệu đô la trong buổi tối tranh luận. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay chỉ thu hút được 48 triệu người xem, kém xa so với con số 73 triệu người theo dõi cuộc tranh luận cuối cùng của họ vào năm 2020. Cuộc tranh luận thứ hai sẽ do hãng tin tức ABC News thực hiện vào tháng 9, sau khi cả hai ứng cử viên đã được cả hai đảng chính thức đề cử. Theo RT, trong ngày 28 tháng 6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra những bình luận về cuộc tranh luận trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump. Khi được các phóng viên hỏi rằng Tổng thống Putin có theo dõi phiên tranh luận hay không, ông Peskov đáp: Bạn nghĩ rằng Tổng thống sẽ đặt đồng hồ báo thức để xem một chương trình diễn ra theo giờ Mỹ? Phiên tranh luận này không gây ra sự chú ý đặc biệt với Tổng thống Putin, ông ấy không có lý do để theo dõi sự kiện này. Cũng theo quan chức điện Kremlin, vấn đề chính trị nội bộ Mỹ không nằm trong số các nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của Nga. Chúng tôi có nhiều vấn đề quan trọng hơn liên quan tới Nga. Văn phòng Tổng thống sẽ phân tích tuyên bố của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ vào một thời điểm phù hợp, ông Peskov cho biết. Vào ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Biden và ông Trump đã có cuộc tranh luận trực tiếp ở bang Georgia. Tại đây, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã tranh cãi gay gắt về tình hình ở Ukraine, đồng thời cáo buộc lẫn nhau là bên đã khuyến khích Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Hồi tháng 2 năm nay, ông Putin tuyên bố sẵn sàng làm việc với bất kỳ tổng thống nào được người dân Mỹ lựa chọn. Tuy vậy, chủ nhân điện Kremlin nói rằng ông muốn Tổng thống Biden thắng cử hơn bởi ông Biden là một chính trị gia theo kiểu cũ, dễ đoán hơn so với ông Trump. Tới tháng 6, Tổng thống Putin nhận định rằng kết quả bầu cử tháng 11 sẽ không làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với Nga. Cuộc tranh luận chạy đua vào Nhà Trắng năm nay giữa ông Biden và ông Trump tập trung vào các vấn đề kinh tế, nhập cư, an sinh xã hội và các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Vấn đề tuổi tác, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của ông Biden cũng trở thành điểm nóng trong cuộc tranh luận này. Vấn đề lạm phát, thất nghiệp và giá cả leo thang là câu hỏi mở màn được người dẫn chương trình Jake Tapper đặt ra cho hai ứng viên. Giành quyền trả lời trước, ông Biden đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích đối thủ Trump, cho rằng chính quyền của ông đã phải tiếp quản một nền kinh tế rơi tự do từ người tiền nhiệm, khiến quá trình phục hồi mất nhiều thời gian. Theo ông Biden, những vết nứt trong nền kinh tế Mỹ bắt nguồn từ các chính sách sai lầm của ông Trump trong thời kỳ đại dịch COVID-19, bao gồm thái độ chủ quan của cựu Tổng thống, một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan. Ông Trump đã đáp trả rằng chính sách tăng thuế 10% lên các mặt hàng Trung Quốc dưới thời ông đã giúp nền kinh tế phát triển thay vì đi xuống. Dưới thời tôi, nước Mỹ có nền kinh tế vĩ đại nhất thế giới. Ông Biden đã hưởng lợi sau khi tiếp quản nền kinh tế ấy, nhưng những chính sách sai lầm của ông ấy lại tạo nên mức lạm phát cao ngất ngưởng cho nước Mỹ, ông Trump nói. Tuy nhiên, theo nhiều số liệu, nền kinh tế Mỹ không vĩ đại như trong tuyên bố của ông Trump, không tính thời gian đại dịch toàn cầu COVID-19. Tăng trưởng kinh tế dưới thời ông Trump đạt trung bình 2,67%, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới. Con số này còn cách xa mức tăng trưởng 4% GDP dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton. Tính cả thời gian đại dịch, mức tăng trưởng chỉ là 1,45%. Trong một cuộc tranh luận chủ yếu tập trung vào kinh tế, lạm phát, nhập cư và chính sách đối ngoại, vấn đề phá thai vốn là lợi thế nhất của ông Biden. Phần đông cử tri Mỹ vẫn không chấp nhận phán quyết lật ngược án lệ vụ Roe v. Wade, và ông Trump được cho là phải chịu một phần trách nhiệm về điều này vì đã bổ sung 3 trong số các thẩm phán tòa án tối cao đã ra phán quyết ấy. Đầu tháng này, cựu Tổng thống lại tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận vì đã công khai ủng hộ một phán quyết khác của tòa án tối cao nhằm ngăn chặn các tòa án cấp dưới áp đặt các hạn chế đối với thuốc phá thai.
Tuy nhiên, trong buổi tranh luận, ông Trump lại có cơ hội chứng minh quan điểm của mình khá thuyết phục. Ông khẳng định rằng việc quản lý phá thai nên để cho các tiểu bang quyết định, tuy nhiên ủng hộ các ngoại lệ đối với hiếp dâm, loạn luân và các trường hợp tính mạng của người mẹ bị đe dọa. Với vấn đề nhập cư, ông Trump lập luận rằng đương kim tổng thống phải chịu trách nhiệm về các rắc rối do những người nhập cư không có giấy tờ gây ra kể từ khi ông nhậm chức. Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ lạc loạn, những người nhập cư trái phép đang gây hại cho đất nước này, ông Trump nói, đồng thời nhắc đến số lượng người vượt biên cao kỷ lục dưới thời ông Biden. Ông Biden, người đang nỗ lực giải quyết vấn đề này, chỉ có thể đáp lại rằng mọi lời nói của ông Trump đều là dối trá. Hai ứng viên vốn có quan điểm khác biệt trong cách giải quyết hai cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ, cuộc chiến ở Gaza và xung đột ở Ukraine. Hãy để Israel tự hoàn thành công việc của họ, ông Trump nói với đối thủ Biden, ngụ ý rằng Tổng thống đã can thiệp quá nhiều để kiềm chế chính phủ Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Ông Trump không khẳng định chắc chắn rằng ông có ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập hay không, nhưng ông đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công Gaza của Hamas vào năm ngoái sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn tại nhiệm. Tổng thống Biden không lập tức đáp trả đối thủ Trump. Thay vào đó, ông nói về liên minh chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, khẳng định rằng Mỹ đang cung cấp cho Israel tất cả các loại vũ khí mà họ cần và vào lúc họ cần, đồng thời đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông mà Mỹ đang nỗ lực xúc tiến. Về cuộc xung đột Nga-Ukraine, ông Trump đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về cục diện thế giới từ khi ông Biden tiếp quản Nhà Trắng. Ông cũng một lần nữa từ chối đưa ra cam kết rõ ràng với NATO, đồng thời cho rằng những điều khoản Tổng thống Nga Putin đưa ra nhằm chấm dứt xung đột là không thể chấp nhận được. Đánh giá tuyên bố của ông Trump là trò hề, ông Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ cũng như củng cố quan hệ nước này với các đồng minh trong khối NATO, các quốc gia có chung quan điểm đối với Ukraine. Mặc dù vậy, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cuối năm này, các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ vẫn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nước Mỹ. Chính sách đối ngoại của ứng viên nào sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ được quyết định tại cuộc bầu cử tháng 11 tới, không phải tại buổi tranh luận chỉ kéo dài 90 phút.